Như vậy cũng chưa chịu thua à? Ê, tôi khen dùng các người mà. Ừ, đi đâu rồi? Đây nè, để tôi kêu xe cứu thương. Ngồi yên đó nha, coi chừng bị người ta đánh nữa đó. Tôi không sợ đâu. U hú dạ. Ờ? Ờ, hay thiệt, hay thiệt cả nhà. Đó, hay thiệt cả nhà. Xin lỗi nha, chúng nó mới chụp hình được, cảm ơn. Chụp hình đi hả? Chụp hình lẹ lên. Cái gì chứ kỳ vậy? Nè đây chụp luôn đi bà, đánh vừa. Đánh nó đi hả? Còn chụp anh nữa. Nè, ông là gì? Tôi là khán giả trung thành với ông. Tôi muốn nếu làm vậy tôi đập ra tránh chỗ khác. Nè, đừng nha. Làm ơn nha. Hả? Đi ra. Tôi đâu có quen với ông đâu chứ? Không có, tôi chỉ muốn cùng làm với anh. À, tôi hiểu rõ mà, ngày trước anh cũng làm tôi như vậy đó. Hả? Không có chuyện gì đâu. Tránh ra đi. Ê, mẫn. Mẫn anh nó đẹp ra quá đi. Ê, mình làm công được á, nhờ người khác làm giùm. Nè, tôi làm giùm cho. Đừng có bóp đấy tôi nha. Nè, tránh ra. Về rồi đó hả? Tới giờ này mới về, cô có cháu đợi cháu đó. Cô à? Cô à? Không lẽ đi nhà hàng rồi? Bữa nay không có cơm à? Để thử. Dạ, nguy rồi cô ạ. À, làm gì đâu có được mà. Cô ạ, à, mở cửa đi. Nè, cô ạ, à, mở cửa đi. Cô ạ, à, mở cửa đi, mở cửa đi, cô ạ. Hãy để mặt cô của cháu. Hãy cứ để cô chết mất đi cho rồi. Cô ạ. Mở cửa đi mà, cô ạ. Cô ạ, mở cửa đi, cô ạ, mở cửa đi. Tại sao cháu lại không có chịu thành hôn chứ? Cô có lỗi với người anh đã qua đời của cô. Thì để cô chết mất đi cho rồi. Cô ạ, mở cửa đi, tự tử một con bánh hả? Cô ạ. Anh nè cô à, mở cửa đi mà. Cô à, mở cửa đi. Lấy chìa khóa kìa. Chìa khóa chỗ nào? Ở trong cái hộp tủ, đây nè. Trong hộp tủ là sao mà lấy được chứ? Hãy phá cửa vào, phá cửa đi. Mau đi. Phá cửa hả? Nè, cô à. Cô à, nè. Hãy cắt đứt cọng dây đi. Đứt dây hả? Đứt dây. Cô à, sao tự tử vậy? Ây da thì hết nói mà. Ây da, cô kêu cháu làm đứt cổng vậy, chứ đâu phải là kêu cháu làm đứt cổ cô đâu. Oh!
Trần Tình dở mồm. Đệ à, đệ yên tâm đi, huynh sẽ trả thù cho đệ. Trả thù cho đệ? Thôi đi cô cháu à, coi coi cái gì chứ, coi cái này khỏi ăn cơm hay sao? Bà đại sanh kinh cứ cười vậy hả? Giờ tôi mất tiền của anh ta rồi, bây giờ làm sao mà anh sống được đây chứ? Đúng rồi đó, đúng. Nè kinh à, đừng cười chúng tôi mà, em có sao không hả? Không sao, không sao. Tôi hết mọi sự tin tưởng mà còn không sao? Phải rồi. Đừng khùng điên nữa, dặn làm cái gì á? Kinh à, em đừng có giả đò mà vui mừng nữa. Tôi nhìn rõ sao cái nụ cười của em á, chứa đầy phẫn nộ, tuyệt vọng, bi ai đó. Phải đó, Kinh à, hãy chửi chúng tôi và đánh chúng tôi đi. Đừng có lo cho bố chúng tôi nữa nha, tuổi còn trẻ còn mạnh á, có thể lo cuộc đời cho các em nữa đó, đừng có lo à. An tâm mà hướng tôi về đi. Phải đó, phải đó. Bà thấy chưa, nè, mấy người này thu hết tiền của bạn bè á, mà người ta đâu có nói tiếng nào đâu hả? Tôi đâu có thu tiền đâu, tiền tôi còn để trong tiết kiệm, mỗi tháng á còn kiếm được 4 phần lợi mà. Hả, có tiền không xài, để đi để tiết kiệm hả? Con người của tôi xưa nay rộng rãi lắm mà, nói nhiều làm gì chứ, ăn đi nè. Tiền bạc là vật ngoài thân mà, tôi đâu có tham tiền đâu chứ. Tôi cũng đâu phải là kẻ tham lam nhá. Ăn đi hả, ăn đi hả? Cái này ăn ngon lắm, ăn đi, ăn đi hả, ăn đi, ăn đi, ăn nữa đi, ăn nữa đi hả? Coi chừng nghẹn đấy hả, uống nước đi hả, ăn no chưa, uống nước đi hả, nè ăn đi, no chưa, uống nước, uống thuốc đi, uống thuốc đi hả. Chú Tiều chú Tiều à, chú thu hết tiền của tôi không đau lòng. Tại sao chú đau lòng hả? Không đau, không đau, không đau hả? Vậy mà còn nói là không đau à, đã chảy máu rồi đó. Vai của tôi chảy máu đâu bằng vết thương dưới chân của ông chứ. Đâm lúc nào vậy? Đâm trước mặt của ông á. Thiệt hả? Không có đau hả? Đau quá. Chết tôi rồi. Sẽ đạn mạng rồi. Đừng làm bộ nữa, tôi chưa có đâm ông mà. Làm cái gì dữ vậy hả? Kinh à, không có làm vậy được đâu. Họ đều là sư phụ của em cả, tại sao em lại đâm họ? Coi chừng tôi đâm em bây giờ. Họ thua của tôi 10 triệu bạc à, tôi đâm họ dao coi như nể mặt rồi đó nha. Vậy thì đừng có dùng dao, dùng súng nè. Ê, đừng có Ngu Bì à, nếu mà cháu không có giận ngay lập tức để mà nói giỏi truyền tông thì con sẽ chết trước mặt của cháu. Nè, em họ của cháu đã có thơ hồi âm rồi, nghĩ cái gì đó, làm gì mà xuất thần như vậy? Cháu nhớ năm cháu 7 tuổi, cháu và em cháu đã bị người ta nghiếp ở đầu đường rồi. Có một người bịt mặt tự xưng là truyền nhân của dòng họ Ngu đã đánh hết mấy người kia giùm cho cháu đó. Cháu còn nhớ à? Nhớ chứ. À đúng rồi, nói tới em họ của cháu, Nguyễn Quân biểu mùi của cháu sắp từ Đan Mạch về rồi. Thật vậy à? Rồi đó. Cô à, có chuyện này muốn bàn với cô đó. Là chuyện gì? Cháu muốn kiếm một ông thầy để mà học võ đó mà. Anh đi nè. Như vậy có thể làm rạng rỡ dòng họ Ngu của mình đó. Nè, dòng họ Ngu chúng ta là danh môn chánh phái, cháu đừng có đi học ba cái võ dẫm bên ngoài là mất mặt nha. Cháu biết rõ mà, võ họ Ngu giỏi lắm, nhưng mà tới cái đời cháu thất truyền rồi, cháu phải đi tìm danh môn chánh phái mà. Môn phái nào? Tân Tinh Võ Môn. Phải, ông chủ à, ông không phải không biết con người của Lưu Kinh sư phụ tôi chứ. Xưa nay tôi là người đứng đắn, không bao giờ lường gạt tiền học của ông đâu à. Dạ, nhưng mà tiền thưởng của tôi sau khi đấu võ thật sự đã bị 4 cái lão già lấy hết trơn rồi mà. Nếu mà tôi biết họ ở đâu hả, thì tôi sẽ đòi tiền lại mà. Cần gì phải nói nhiều với ông như vậy, ông có thưa tôi cũng đành chịu thôi à. Tôi thật sự ông hy vọng ở bình tĩnh một chút xíu, đi rửa cái mặt đi hả, sau đó uống ly nước trà nóng, từ từ nghe tôi giải thích hả. Alo. Alo, Tiêu xã, mượn được tiền chưa? Đương nhiên là mượn không được, trai của cô ấy đòi chém tao đó. Hả? Làm gì nghiêm trọng vậy, không cho mượn thì thôi chứ, làm gì đòi chém ai cho hả, phải không? Đương nhiên là phải chém tao rồi, bởi vì cô Châu đã nói với ba của cổ là cô đã có mang với tao.
Vậy thì mày hứa với cổ trước đi, đợi thằng Âu có tiền rồi bỏ thuốc độc giết chết cả hai mà. Hả? Tiền có thể tàn nhẫn như vậy sao? Cái đó cần gì phải nói nữa chứ. Chúng ta bây giờ đã hết đường bên rồi. Mày cưới cổ coi như có chỗ nương tựa đó nha. Căn nhà mà chúng ta đang ở bây giờ là của mẹ nuôi cô ấy đó, biết không? À, không được, không được. Cái chuyện này mày cũng có phần, tao sẽ nói cho ba cô ấy biết. Mày cũng đã từng này nói với cô ta. Ây da, tiểu xã, những lời như vậy mày cũng nói ra được sao? Được, tao cho mày biết cái việc lần trước ở phòng thay đồ của Mẫn đó. Tới giờ này tao vẫn còn giận đây nè. Tao giải thích với cổ cho tới bây giờ, cổ mới tin tao không có bị bệnh đồng tình luyến ái đó. Mày đã nói như vậy. Ê, lòng lan dạ thú. Tao không cần biết nhiều, mấy chục ngàn đó mày lo cho tao nha. Là ông à? Là tôi này sư phụ. Mày tới đây làm gì? Định làm phía sau nữa à? Ừ, không dễ dàng vậy đâu à. Lập tức biến mất trước mặt của tao đi, đi. Ê, ở bên kia kìa. Vô đây, lẹ lên. Ông định đuổi tôi thì sao kéo tôi vô? Ngồi xuống đi. Ông thiệt là tiền hậu mâu thuẫn đó. Bản thân tao cũng rất mâu thuẫn. Đối với ông này vừa yêu vừa hận đó nha. Hận thì tôi không hiểu, nhưng mà yêu thì tôi không có chắc đâu nha. Đừng lớn tiếng, tìm tôi có chuyện gì? Tôi tìm thầy học võ đó. Hả? Hả? Được, có tiền không? Ông, tại sao ông lại nhằm nhở? Ông làm rồi. Nhớ mình năm xưa tôi bái sư học võ đó hả? Cũng phải đưa lì xì như thường à. Vậy không phải là nhằm nhở đâu à, mà là nguyên tắc đó. Nguyên tắc bao nhiêu? 30 ngàn. Một lần sao? 30 ngàn là tiền đợt đầu thôi à. Qua đây. Làm ơn là phước, làm ơn là phước. Nè nè, cái bà chủ nhà ngoài kia kìa, ứng phó giùm đi, nói là tôi đi vắng rồi nha hả. Tiền học chúng ta bàn lại sau nha. Kỳ lạ, tại sao mấy người giỏi giỏi đều xa cơ tức thế vậy hả? Đừng nói nhiều mà. Nè, thôi không được tiền cũng đừng có buồn tới vậy mà, bà chủ nhà. Tôi không phải là bà chủ nhà, tôi là Châu Châu. Mang hành lý giùm tôi đi. Châu Châu. Anh Kinh. Cô khóc cái gì? Nhiều hành lý như vậy cô muốn đi đâu hả? Em đã quyết định bỏ nhà ra đi rồi. Hả? Em và anh Tiên xã bỏ nhà ra đi rồi. Bỏ đi Em với Tiêu xã đã bàn bạc xong chưa? Cả câu chuyện khỏi cần bàn bạc, chỉ cần mình thích thì được rồi. Như vậy đâu có được. Nếu mà để ba em biết được là chết chắc đó nha. Hả? Chắc là ba của em gọi tới đó. Em giải thích giọng đi nha. Một khi em ra đi rồi, em không còn lời gì để nói nữa. Em không nghe đâu. Ê, không nghe không được đâu à. Nè, nè em nói với ổng đi hả? Nói lại mang quần áo đến đây giặt á. Vậy thì được rồi. Ê à, tại sao làm như vậy? Tôi không biết như vậy là không đúng. Nè, ông thích nói chuyện á, nói cho ba cô biết đi. Chuyện này vô can tới tôi. Nè nè, xin lỗi. Hello. Bạn trai hả? Bạn trai đâu có gì lạ. Đúng rồi, đâu có gì lạ đâu. Ê là chuyện thường đó mà. Nói gì kỳ vậy? Ê một người con gái tự xưng tên là Mẫn. Mẫn à, anh là Lưu Kinh nè. Cái người lúc nãy hả? Là bạn của anh. Bạn thường thôi. Đương nhiên không phải là loại bạn mà em tưởng tượng rồi. Tuyệt đối không phải cái gã đồng tình luyến ái ở cái sân đấu võ đâu à. Tại sao lại là tôi nữa? Đi chỗ khác chơi đi. Alo. Đâu có đồng tình luyến ái đâu. Có đồng tình luyến ái không vậy? Không có à? Không có. Hả? Thật sự là không có mà. Không có mà. Anh không gạt em đâu. Em nghe anh nói đi. Alo. Ông là hại tôi nữa rồi đó nha. Alo. Em Mẫn à. Nghe nói đi. Em Mẫn à, nói thiệt nha. Anh ấy nhớ em dữ lắm đó. Em làm vợ anh ấy có được không ạ? Bác à? Là bác à, khỏe không vậy? Bác không khỏe à? Không khác không phải. Cô Châu, cháu không có thấy cổ. Cổ bao đi hả? Ăn thua gì tới cháu? Bác à, bác tiện là biết đứa chơi đó nha. Alo. Alo. Gác máy rồi. Bác có tự tử không vậy? Đương nhiên là không rồi. Ông cầm dao tới chém ông đó. Là ba của tôi đó. Tôi phải trốn rồi. Đừng có nói tôi ở đây nha. Nào ông đi giải thích trọng rõ đi nha. Nè nè, Châu Châu. Ăn thua gì tới tôi chứ. Bác à, sao bác mặt cũng vậy? Cái miệng của ông hôi quá à. Ông là ai vậy? Tôi đâu có quen bà. Bà tưởng miệng bà tôi lắm à. Tìm ai đây? Tôi là chủ của nhà này. Bà chủ cái con khỉ á, bà ngon tới làng họ ngu đi à. Bà biết ra tôi liền đó. Anh gì tôi chứ. Nè, muốn tìm ai đây? Mặc kệ. Ê, tới đây làm gì? Tới thu tiền nhà. Ê, nè bà, đi đâu vậy? Mẹ nuôi. Châu Châu à, con ở đây làm gì vậy? Con đây đang tắm mà. Phải rồi, đang tắm đó. Đúng là nghiệp chướng mà. Con gái mà tới nhà người ta làm gì vậy chứ? Ê, đừng làm mất hứng nha. Tụi tôi tính tắm chung đó.
Ê, ông nói gì vậy? Đừng có nói bậy nha. Mẹ nuôi à, không có chuyện đó đâu mà. Thì là tao gan hết nói à. Lại đi tắm chung với cái người đàn ông xấu xa như vậy. Bây giờ mẹ về nói cho ba của con nghe. Mẹ nuôi à? Mẹ nuôi à. Đuổi theo đi, đuổi theo. Đứng dậy đuổi theo liền đi, lẹ lên đi. Có cái đầu của mẹ, đồ quỷ ra sành. Ê, mẹ nuôi à, cô ấy không có đuổi theo. Lô Kinh đâu rồi hả? Nè. Lô Kinh à, Lô sư phụ. Lô sư phụ à nè. Gọi tôi hả? Chuyện gì? Xem ông có ở trong hay không. Mở cửa, mở cửa. Chà, lần này ông mở cửa giùm cho tôi đi nha. Ai kêu ông mở cửa? Cứ để cho họ đặt mỗi tay tưởng không có ai ở nhà thì được rồi. Coi chừng họ phá cửa đó. Cái miệng ăn mắm ăn muối. À, vậy đi ra ngoài đi. Ba em thấy ba người ở đây á thì khó mà giải thích lắm mà. Mày đi tao đi à. Mày đi tao đi. Ờ đi 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 ra ngoài đi đi. Bước đi đi. Nó ở chỗ nào? Bác hả? Để tao chém chết nó. Vậy tôi chỉ cố đây như vậy chứ. Nó ở chỗ nào hả? Bác hãy bình tĩnh chút đi hả? Chuyện này vô can với cháu mà. Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Vô can với cháu hả? Cháu không thấy con chồng nó mang hành lý tới đây hay sao? Còn nói vô can nữa. Cổ đâu có đến đây thì bác biết đâu trời. Cổ đâu có thích con rồi chứ. Làm sao nó không xứng với mày hả? Không phải. Cái thằng kia lên chân lên cẳng rồi phải không? Cháu không có dám trèo cao đâu. Cháu ăn không nổi. Bắt buộc cháu nuốt là làm sao được chứ. Có phải gì không? Nếu như tao mà tìm được nó đó, mày không ăn á, tao cũng bắt mày phải nuốt. Nè, bác nghe cháu nói đi. Bác à, đừng có vô trống, trong đó không có ai hết á. Đừng vô. Tao không tin là tao không tìm được mày. Tôi đang tắm ngâm ở trong này mà. Nam mô A Di Đà Phật. Thật ra thôi khỏi cần giải thích nữa. Con người của tôi đây á, thật là cởi mở. Không ngờ tướng mạo của cậu thật là đàng hoàng, mà lại thích chơi trò hậu môn. Cái gì hậu môn hả? Tức là hậu đình hoa đó. Hậu đình của chúng tôi đâu có trồng hoa đâu chứ. Mày còn giả vờ nữa hả? Lúc nãy trong nhà tắm á, tao thấy rõ ràng là một người đàn ông đang tắm trong đó. Cậu còn dám chối là không chơi trò hậu đình hoa nữa hay sao? Ồ, nhìn thấy một người đàn ông đang tắm à? Đúng vậy. Đúng rồi. Cháu có bí mật này muốn nói cho bác biết đó. Bác đừng có nói cho ai biết nha. Thật ra cháu á, thích đàn ông đó. Vậy là nó nhìn nhận rồi. Anh Kinh. Hai. Ai nói như thế nào? Trước sau gì em cũng không có chịu tin. Nhưng mà bây giờ em không tin cũng không được. Em làm rồi. Bác đây cũng làm luôn nữa. Mọi người hiểu lầm nhau mà. Trong nhà này không còn người đàn ông thứ ba khác. Tôi làm hả? Cô ấy nghe làm hả? Như vậy chỉ có một mình mày thì đúng thôi. Được, tao sẽ chứng minh cho mày coi. Nếu mà người đàn ông trong kia không phải là đàn ông, tao sẽ nhảy lầu chết cho mày coi. Thằng chết bầm. Nè. Mày hãy ra ngoài nghe cho tao. Đi. Mẫn à, nghe giải thích đi. Nè, mày hãy giải thích đi. Nó có chỗ nào là giống đàn bà hả? Bác à, cô ta rõ ràng là đàn bà mà. Hả? Châu, mày ở đây à? Mau đưa tao ra cửa sổ đi. Ba, có chuyện gì từ từ nói đi mà. Không phải là con nhảy đâu, mà ba phải nhảy chết để cho tụi nó coi. Chịu không nổi nữa. Ông ta. Hai. Anh. Khoan đã. Thượng đế vạn năng, đừng có trêu chọc tôi nữa. Tôi đã chịu hết nổi rồi. Hãy giúp tôi gỡ giùm cái gút này ra đi. Anh Tiêu xã. Hả? Tại sao có mạng đầy đủ quá vậy? Tiêu xã, mày tới đúng lúc thiệt. Mày giải thích cho họ biết cái chuyện này vô can đến tao đi. Làm ơn. Vô can với mày không lẽ liên can với tao hay sao? Thật là hết nói nổi rồi. Không chịu trách nhiệm chút nào cả. Chạy cho mau đi. Anh Tiêu xã. Châu. Để em với. Vậy được rồi. Cái thằng Tiêu xã trời đánh này. Xin lỗi, anh không còn lời gì để nói. Từ nay về sau em không bao giờ gặp mặt của anh đâu. Cháu biết rồi. Vừa ý chưa? Vậy mới được chứ. Vừa ý chưa? Xin mời. Muốn nói cái gì thì nói đi, không sao. Không ngờ không giỏi hơn tôi được bao nhiêu. Nè, cẩn thận nha.
Đừng có dìu tao, tao không sao đâu. Hay à, đàn bà mà con này á, không được á, mình đổi con khác thôi. Đương nhiên rồi, đi. Đi. Thật là khó kiếm à. Mày thiệt là vô dụng. Hai mươi mấy năm qua mày cũng không phát huy được cái công hiệu của mày. Bây giờ cô Mẫn đi rồi, mày càng trở nên anh hùng vô dụng, võ chi địa. Thiệt ra mày đừng có nên trách nó. Mày xem nó bây giờ kìa, mặt mày bí xị à, khóc mãi không ngừng mà không biết nói chuyện nữa. Không trách mày trách ai chứ, ăn mắm ăn muối làm tới đâu hư tới đó à. Thiệt là tức quá đi à. Mày không lẽ lên thiên như vậy à? Nói tao bị đánh là đánh liền hay sao đây hả? Đó, thấy rõ chưa? Cột tay nó lại. Lưu Kinh, ngày hôm nay là ngày làm tuần của em tao. Tao không để cho mày chết dễ dàng như vậy đâu. Tao sẽ đập gãy hết tay chân của mày giống như em trai của tao vậy. Nhà ngươi là ai? Ngưu Đức truyền nhân. Hoành đao ta không đánh lộn với đàn bà. Ở đây không có chuyện của ngươi. Đi đi, đi mau đi. Người nhà họ Ngô chúng tôi cũng không giao đấu với những người sợ đàn bà. Ngươi đi đi. Mẹ kiếp mày. Muốn lấy mạng tôi sao? Tao không tin mày là bằng sắt đâu. Quả nhiên là cao thủ. Để coi mẹ bảo che cho nó được bao lâu. Đi. Tiền bối à, xin lỗi, tên là gì? Ngô Tạp. Ngu Tạp. Nguyễn Quân đó hả? Dì chưa ngủ hả? Cháu đợi anh họ của cháu về. Đã đợi mười mấy năm rồi, đợi thêm một hai ngày ăn thua gì. À phải rồi, có biết là anh ta bao giờ trở về hay không? Cô à. À, về rồi kìa. À, anh à. Anh à, nhờ hôn ngôn của chúng ta sắp có dâu rồi đó. Nè, làm sao hả? Phải muốn uống nước. Anh à. Anh à. Là em. À, em đợi anh lâu rồi. Đừng xa anh nha. Em đừng xa anh nha. Không có xa anh. Không bao giờ. Anh à. Ê, anh à, anh làm sao vậy? Anh à. Ngu à. Nó là ai vậy? Ông đó làm gì? Đây không phải là anh họ của cháu hay sao? Ảnh vừa quá trên đường ngất xỉu đó. Không phải là anh họ của cháu đâu. Tại sao ông lấy đàn ông mà để cho nó cục đầu vô người của cháu như vậy chứ? Buông ra mau đi. Ê, thiệt là to gan mà. Mày là ai hả? Hãy khai thật cho tao biết đi. Ê, còn anh họ của cháu ở đâu? Anh ở đây nè, biểu muội à. Ây da, có ma rồi. Ma hả? Cô à. Cô à. Thuốc này công hiệu không hả? Tay của cậu ta bị thương nặng lắm. Muốn hoàn toàn bình phục không phải dễ dàng đâu. Không biết cánh tay này đây sau này làm sao mà quét nhà đây.
Nói như vậy từ nay đâu có đấu quyền được phải không hả? Lâu lắm rồi tôi chưa có làm qua. Xin hỏi tên họ là gì? Tên họ là gì hả? Ê, nè, cậu không thể ngồi vậy được đâu. Nè, nằm xuống đi. Nè, nằm xuống đi, nói cho cậu biết nha. Tôi là cô của Ngu Bị. Cậu không thể nào bị lạnh được đâu. Võ công của bà giỏi như vậy, có thể dạy tôi không? À, tôi biết võ hả? Đừng có nói chơi chứ. Cái mà tôi sử dụng là phương pháp trị liệu tổ truyền của nhà họ Ngu chúng tôi thôi, để mang máu bầm ra thôi. Tôi mà biết võ công hả? Người áo đen. Cô à, là cháu có chuyện muốn nói với cô à. Cháu quyết định buông ngựa ra theo em của cháu đó. Con ngựa của cháu chắc khó chạy quá đi. Người kỵ sĩ cháu mang về khung lên hơn cháu nhiều. Nếu mà để cho cậu ta xuất ngựa thì cháu ra không có cơ hội. Không bao giờ à, tụi cháu cưỡi hai con ngựa mà. Nói dễ nghe quá hả? Tối nay đám cưới coi cháu làm sao đeo đổi em hỏi của cháu đi. Cô à, người bí mật ngày hôm qua cứu tụi cháu bí mật lắm, mặc toàn bộ đồ đen đó, thiệt là ghê gớm. Người đó mặc màu đen đương nhiên là có lý do rồi. Cháu đương nhiên là biết lý do người ta đó. Cháu nghĩ người đó giả trai, chắc là một người đàn bà lớn tuổi thì phải. Tại sao cháu biết bà ta là một người lớn tuổi? Hay à, có lúc mà bà ta đánh lộn hai cái trái lê lắc lên lắc xuống, còn cái mông thì lắc qua lắc lại. Cái thằng khùng kia, cô có chỗ nào có lỗi với cháu đâu chứ? Từ nhỏ cho tới lớn cô cực khổ nuôi cháu lớn khôn, nuôi cho cháu ăn mặc xính như chị nè, không ngờ lại trở thành cái đồ ngu như vậy. Tại sao tôi phải lo cái chuyện dòng họ ngu các người chứ? Tôi không thèm lo nữa, không thèm lo nữa đâu, không lo nữa. Tại sao tôi phải lo chứ? Cô à. Một người luyện võ bắp thịt không bao giờ chảy xệ đâu. Ít ra là tới năm 90 tuổi. Cảm ơn. Đây cạn ly. Cạn ly. Nè, đem gấp cho nha. Cảm ơn. Nó tốt với anh như con Mẫn vậy đó. Mậu Thái, tôi mời em. Ông là ai? Tôi là đại thương nè, lần trước chúng ta uống rượu chung với nhau đó mà. Nè. Tôi đi nha. Coi tao chơi mày bằng cách nào đây. Thêm dài ly á. Nè, uống thêm đi. Cạn ly nha. Mọi người hãy cạn thêm ly nữa đi ha. Cạn ly. Gì à, cạn ly. Ngu Bị, đi mời rượu của cháu đi. Đưa em họ của cháu đi luôn nữa đi. Đi. Mời rượu nha. Đi mời rượu của cháu đi. Em không có đi đâu. Đi mà. Được rồi. Đợi em chút nha. Nè, tới đây đi. Kim Đệ à, đây là Nguyễn Quân là biểu mụ của anh nè. Cạn ly đi nha. Biểu mụ của anh nè. Biểu mụ của anh nè, cạn ly đi nha. Chúng ta hãy cạn ly mừng cho họ đi hả? Được. Đánh cá đi. Kiểu Đài Loan. Không biết chơi. Hồng Kông đi.
Cũng không biết. Kiểu pháp? Cũng không biết. Vậy biết gì? Đơn giản nhất là dao búa. 15 lần 8 thắng. 15 lần 8 thắng. Ai thua thì uống. Không sao đâu, để cho thử nha. Bắt đầu. Đợi chút. Ăn miếng này đi. Không có ăn đâu mà. Chơi thêm lần nữa. Chúng ta cá lại. Người nào thua uống hết. Không thành vấn đề. Làm lại. Ê, tôi không muốn chơi kiểu đó. Làm kiểu khác đi. Được chứ. Đâu cái gì cũng được hết. Được. Ê, cháu nói đó nha. Cái gì cũng được hết. Mọi người nghe rõ đó nha. Chính miệng nó nói mà. Nè, chúng ta hãy đo thử xem tóc của người nào thì dài nhất hả? Tiếng ý tiện bối làm vậy đâu công bằng chứ. Xò tóc đương nhiên là tôi thua rồi. Vậy hả? Ê, không nhất thiết là phải dùng tóc. Chỉ cần lẽ trên mình của cháu có thể tìm bất cứ cọng lông nào có thể dài hơn cọng tóc này của tôi á thì kể như là cháu thắng. Có được hay không hả? Hả? À? Sao dài quá vậy? Dài quá vậy cha. Ê dài dài quá vậy. Sao dài quá vậy? Dài quá vậy. Mũi dài dài dữ vậy hả? Wow, sao mà dài quá, dài quá vậy hả? Ây da thiệt là. Dài hơn rồi. Dài hơn nè. Dài hơn ra thấy chưa? Nè nè nè, bỏ giả chưa hả? Uống không được rồi, uống chi chi dữ vậy hả? Nè, nói rồi mà. Nè, uống đi. Cũng vì cháu và Nguyễn Quân cho nên cô mới khổ như vậy thôi mà. Có phải là anh không có thích em? Đâu có. Anh nhớ tới cô ta. Anh có thể tạm thời coi em như là cũ. Như vậy em đã thỏa mãn trong lòng rồi. Để tôi luyện công, dồn hơi rượu ra ngoài. Bà nói là không biết võ công. Vậy tình hình lúc nãy bà giải thích đi nha. Được. Không phải bà muốn nói cho tôi biết hôm qua uống rượu sai cho nên hôm nay bị qua mắt chứ? Đúng. Trời ơi, mắt quá vậy. Chỉ cần thấy bà ta nuôi một tên bất tài giống như anh đây lớn như vậy rồi biết rõ bà ta là cao thủ.
Ngoài ra anh không thấy thân hình của bà giống như người áo đen đã cứu chúng ta sao? Ồ, chẳng trách gì à, vừa chắc tới gọi áo đen là cô nó giận liền, nhưng mà đâu có cần phải giận như vậy chứ. Muốn biết tại sao á thì phải chứng minh cho cô ấy biết võ không. Bằng cách nào? Một người biết võ đó, một khi bị công kích á thì bỗng dưng tự vệ, có phải vậy không nè? Chúng ta có thể từ lúc cổ bất cẩn tấn công cổ nhà hả? Lúc nào đây? Tôi đang nghĩ kỹ, lúc ăn cơm mới là tiện nhất. Hả? Quăng đũa làm ám hiệu. Một khi anh thấy tôi quăng đũa thì tấn công cô ấy, đừng có nương tay nghe chưa? Muốn biết sự thật phải chơi vậy thôi. Về đi. Chưa mua đủ đồ mà. Vậy mua cua trước đi. Không biết bị mụi thích ăn cái gì nè? Cá tre chiên gừng. Ê à, sao anh biết vậy hả? Tôi chỉ đoán thôi. Còn anh thích cái gì? Đường ngỗng chiên. Được rồi. Wow, anh à, tại sao lại biết là em thích ăn món này? Lu sư phụ nói với anh đó. Tôi chỉ đoán vậy thôi, nhưng mà không ngờ đoán trúng đó. Nè, để em gắp cho anh ăn nha. Gắp cho anh món đường ngỗng mà anh thích ăn nhất. À, em cũng đoán trúng rồi, hai người đoán đúng hết đó nha. Hay thiệt đó, thiệt là hên kìa đó. Anh à, em cần nước tương đó. Được rồi, đến lấy cho. Cảm ơn. Dạ. Nè, cậu tên là gì chị? Con Ngưu à, cháu tên là Ngưu Kinh Sư Phụ. Ngưu Kinh Sư Phụ, có phải không? Phải. Chẳng trách chị đoán đúng như vậy ha. Ê, không có gì, việc mà cháu đoán cô đó hoàn toàn sai lầm. Cậu đoán làm gì? Cháu đoán cô biết võ công. Nè, không ngờ cô lại không biết. Chuyện gì? Biết gì? Đâu có gì. Nước tương nè. Sao con ám hiểu mà con thấy trả vậy? Cái thằng kia mày điên rồi sao? Lưu sư phụ à, Lưu sư phụ à, này. Ồ, anh uống lộn thuốc rồi sao hả? Cổ làm sai chuyện gì tại sao đánh cổ chứ? Đúng rồi. Anh à, cô tôi nuôi tôi nhỏ tới lớn không đánh tôi, bây giờ tôi lại đánh cô ấy như vậy cũng là tại anh hại tôi không ạ? Lúc nãy anh cũng thấy quả đấm của anh đánh lên mặt của cổ đó, cổ không có hề hấn gì cả. Anh là một thằng đàn ông đánh mạnh như vậy, thử hỏi một người đàn bà làm sao mà chịu nổi chứ. Nói cũng đúng đó. Hãy tin tôi đi, cho tôi thêm cơ hội nữa. Để làm gì? Bước đầu tiên của tôi là sau đó tôi vào phòng của cổ. Sự việc là như vậy, tiến hành theo kế hoạch đi nha. Anh Kinh à, anh đi đâu đó? Tôi sẽ đi hiếp dâm gì của cô. Wow, thật vậy à? Đúng vậy đó. Xin lỗi, Lưu Kính có ở đây không? Cô hả? Cậu muốn gì? Cô cần gì phải sợ? Tôi không phải là con kênh cơ hình đâu à. Sợ cái gì chứ? Cậu đừng có tới đây nha. Muốn thử tôi mà. Ê, đừng có tới đây nha, nếu không tôi la lên á. La lên đi, la thử còn có ai tới cứu cô không hả? Buông ra, buông ra, làm gì? Buông ra. Buông ra, nè, bỏ người ta, cứu tôi với. Bỏ người ta. Không phải là người mà. Em không thấy sao? Anh đúng là như vậy đó. Tôi không phải là người, tới giờ này mới biết sao.
Tại sao tính của cổ thay đổi vậy? Cô tôi quên nói là bạn gái của anh tới rồi đó. Mẫn, cô à, nó không có làm gì hả? Cái thằng kia, bộ mày muốn chết hay sao? Quản chủ, chúng tôi theo dõi Lưu Kinh. Nó đang ở với một người thanh niên và một bà có tuổi. Thằng thanh niên khỏi cần để ý. Người áo đen mà đêm đó giao đấu với tôi chắc là người đàn bà kia rồi. Các người điều tra cho rõ ràng hết đi. Dạ, dạ. Phải giải thích làm sao với cổ bây giờ đây. Cô quần ơi, tôi đang tắm mà. Tại sao vậy? Bởi vì trên người tôi dơ. Tại sao vậy? Lúc nãy ngoài ruộng á, tôi nhìn thấy có năm đồng, tôi cúi xuống lượm mới biết dưới đất có đống cứt, cho nên thân tôi mới bị dơ. Tại sao hả? Đừng có hỏi thêm nữa. Tôi nhìn nhận là tôi tham chút, nhưng mà đó cũng là nhân chi thường tình thôi mà. Em không phải là hỏi anh điều đó. Em định hỏi tại sao lại xa em. Nói đi. Wow, gian phu dâm phụ. Phải nói cho Ngô Bị nó biết mới được. Lần này nhất là phải bắt lại trận. Cô Quân à, lần đầu tiên tôi gặp cô, sở dĩ tôi bị ngất xỉu là bởi vì tôi xem cô giống như cô Mẫn. Đó toàn là hiểu lầm thôi nha. Ngô à, nó đi đâu rồi kìa? Em không cần biết có phải là hiểu lầm hay không. Em chỉ biết rõ cái người mà anh ôm ngày hôm đó chính là em. Tuy rằng như vậy, nhưng mà con người của anh có nguyên tắc. Người mà thật sự thương em chính là anh họ của em đó. Anh họ của em? Không bao giờ. Đó chỉ là cái cớ của anh thôi. Nếu mà thật sự anh là anh họ của em thì ngay bây giờ em sẽ nói rõ cho anh ta biết. Cô không thể đi tìm anh ấy. Nếu mà tìm anh ấy rõ ràng là muốn tôi chết sao? Anh không bao giờ chết đâu. Em biết rõ là em phải làm gì. Tắm cũng không yên nữa. Wow, chắc là mắt tôi nửa lẹo rồi. Tại sao vậy? Ôi da, tắm cho lẹ đi. Nếu không bị người ta chụp hình, hai ba bà xong đại một lượt chết chắc đó. Ngô sư phụ, đừng có đâm tôi nha. Nè, anh làm cái gì vậy? Chuyện ra nông nổi này, anh muốn làm sao cũng được hết. Tôi biết trước là anh sẽ nói như vậy mà. Mình là bạn thâm giao với nhau, tôi biết hết anh có nói cái gì đó. Hả? Anh nói gì? Biểu muội mới nói cho tôi biết, cổ thương một cái chàng trai láng giềng. Cổ có nói cho anh biết người đó là ai không vậy? Không có. Nhưng không sao đâu, anh và tôi cùng theo dõi biểu muội trong đêm mai, mình cũng sẽ biết thôi mà. Tuyệt đối không thành vấn đề. Biết hay không, người đầu tiên tôi nghĩ là anh đó. Nhưng mà biểu muội nó không phải. Suy nghĩ trước suy nghĩ sau cuối cùng không phải. Thiệt tình là như vậy đó. Đương nhiên rồi. Tôi ra ngoài trước nha. Cháu phải cẩn thận, đừng có để cho người ta phản bội đó. Cô có lầm lẫn hay không, em họ không phải là như vậy đâu. Nó không như vậy, nhưng mà cái thằng kia như vậy đó. Chỗ này không thể ở lâu được. Tẩu là thượng sách. Ê, Ngô sư phụ à, tính đi đâu vậy? Làm phiền lâu như vậy, tôi nghĩ tôi phải đi rồi. Ê, người mình cả mà khách sáo làm gì? Không phải, tôi hẹn với người bạn ở đầu làng á. Không được đâu, anh đi rồi ai phụ tôi bắt giang phu đây. Ngô à, nếu như có thể tha được á, thì tha cho người ta đi. Không được, tôi phải bắt nó xuống cắt cho chó ăn. Không được đâu, anh đừng làm vậy nha. Phải làm sao bây giờ? Phạt nó chép tên của mình 100 lần, như vậy thì được rồi. Wow, đọc vậy sao hả? Vậy là đủ chết rồi. Ê, tôi có cái này muốn cho anh xem nè. Giờ đây đi. Cái này là bí mật riêng của biểu muội đi nha, đừng có nói dài. Gì hả?
thói quen với nhật ký của cô ta. Ờ, nhật ký à? Đúng, nằm đây nè. Anh đọc rồi hả? Đâu có, chờ cô chung một lượt. Anh xem nhật ký của người ta như vậy thất đức đó nha. Không phải người yêu của anh bị cướp mất, đương nhiên là không hề hấn gì rồi. Đâu có cần biết chuyện gì xảy ra nữa. Đêm nay đã tìm được người yêu thật sự trong lòng tôi rồi. Ngưu à, tôi muốn giải thích với anh. Nói thấy ghét ghê lắm. Cậu giết như vậy sao? Tôi nghĩ như vậy mà. Giết như vậy chưa đủ ghét sao? Anh muốn tôi nói cái gì nữa? Tôi đâu có nói. Ai nói vậy? Tóm lại không phải là tôi. Hàm răng trắng phào của anh ta sáng chói rợn người. Miệng rộng của anh ấy phát là sức quyến rũ ghê gớm. Mặt tròn anh ta giống như là tâm sự với mình. Khi mà anh ấy liêm diêm cặp mắt, nó sẽ phát xuất từng đợt sóng tình. Khi mà anh ấy mở to một mắt nhỏ một mắt lớn, đó là ám hiệu muốn làm tình với mình. Ây da. Nè, anh làm cái gì vậy hả? Nè. Ờ, làm cái gì vậy? Chói mắt quá. Còn mái tóc bồng của anh ấy giống như là ngọn cỏ rối loạn dưới gió mùa xuân, nhìn vào thiệt là quyến rũ. Tôi biết rõ anh ấy, hiểu rõ tâm sự của tôi. Trời ơi à, tôi đã bị thân hình 5'7" của anh ta thu hút. Tên anh ta chính là Lưu. Đừng có nói nữa, người đó chính là tôi nè. Lưu cái bí mật đó ở trong lòng của tôi, không thể nói cho người khác biết. Nè anh nói gì? Chính là anh nói cái gì? Tôi định nói với anh đó là một người bí mật mà tôi với anh đây đều không có quen biết chắn. Đúng vậy. Ê, sao đầu của anh ăn cơm không vậy hả? Là gạo thôi à. Sao có thịt nạc ở trên nữa? Thịt nạc đương nhiên để dành ăn rồi. Ta sao hỏi kỳ vậy hả? Sao có lý quá ha. Tại sao đứng bằng ngón chân mà nói chuyện với tôi vậy? Cái gì? Hả? Chuyện gì? Bình thường giờ này tôi luyện vũ ba lê đó. Anh ra ngoài trước đi. Wow, Lưu sư phụ thiệt là bác học đa tài đó nha. Tôi làm cái gì? Tôi đang làm gì đây hả? Anh Kinh à, anh đi đâu đó? Không, tôi đi tìm anh họ của cô. Anh họ đang ở trong phòng của em nè. Anh ta đang muốn nói rõ với anh đó. Chết rồi. Anh đã đi lộn hướng rồi. Kim Ngưu à, tôi. Hả? Anh họ cô đâu? Em đã nói rõ với anh họ của em rồi, nhưng mà không có nói tên của anh ra. Anh yên tâm được chưa? Tôi hiện tại rất lo lắng. Anh biểu ca thật sự thích anh, anh tại sao không chấp nhận anh? Anh đừng có nói bậy nha. Anh họ của em coi em như là em ruột của anh ta vậy đó, không có yêu em đâu. Bây giờ tôi đang lo lắng anh của cô thật tình thương cô đó. Tại sao cô không chấp nhận? Anh đây nói láo, anh muốn thoát thân phải không? Đủ rồi. Hôm đó tôi ôm cô là bởi vì tôi xúc động mà, là lỗi của tôi. Tôi đã giải thích rõ ràng với cô biết rồi mà. Người tôi yêu chính là cô Mẫn, chính là cô Mẫn đó. Người mà thật sự thương cô là anh họ của cô, là anh họ cô. Tôi nói thật với cô mà, mong cô hãy tin tôi. Cô làm ơn tin tôi đi nha. Em à, anh vào được không? Anh có vào được không hả? Tôi phải trốn mới được nha. Ê, chỗ đó không có được đâu. Vào đây đi. Nè, vô đây nè. Biểu muội. Anh à. Anh có vào được không? Được chứ. Anh à, có chuyện gì hay không? Em à, anh có chuyện này muốn nói với em. Có chuyện gì anh cứ nói đi mà. Em hồi hộp được cái gì? Không có gì. Ủa, ai ở trong tủ vậy? Đâu có ai đâu. Đâu có ai à? Đừng có mở ra mà. Nè, anh anh à, em đã nói là không có ai mà. Anh coi em bất cẩn ghê chưa. Nè, ngồi xuống đây để em lo cho anh nha. Em à, em à, em ở đâu vậy? Em đang ở đây nè. Ở bên đó làm gì? Em đang kiếm đồ.
Anh à, anh đợi chút nha. Em sẽ tìm được ngay lập tức. Anh hãy ngồi một chút xíu đi nha. Nè, biểu muội à. Bây giờ anh mới có cơ hội nói với em. Tuy rằng anh đây không thể nhìn em, nhưng mà trong chim bao anh cũng thấy em đó. Anh à, hằng ngày anh chim bao, anh chim bao thấy cái gì? Chim bao thấy em và anh giống như lúc còn nhỏ, cùng nhau dành ăn, cùng nhau chơi, cùng nhau ăn cơm. Nhưng mà hôm qua em nói cho anh biết, em thương một người đàn ông khác. Anh đã biết rõ giấc mộng của anh sắp tỉnh rồi à. Anh hận là bản thân của anh đã không nói cho em biết, mà lại nói với Lưu sư phụ. Em à, em biết yêu một người không phải là dễ đâu, phải làm cho người ta vui lòng nữa. Nếu mà người đàn ông kia có thể làm cho em vui thì anh cũng vui lòng. Anh chịu hy sinh cho em đó, em vui đi. Miễn em vui là được rồi mà. Dù có như thế nào đi nữa, em vui là anh cũng vui rồi. Anh không có buồn nữa đâu. Tại sao lại không nói trước cho em biết? Nếu mà nói trước cho em nghe thì đâu có xảy ra cái chuyện ngày hôm qua chứ. Biểu muội, em chịu lấy anh rồi đó hả? Ngu bị à, hả? Mấy người làm gì vậy? Cô à, chịu lấy cháu rồi nè. Hả? Nó chịu lấy cháu? Đúng rồi, nói với cô là em chịu lấy anh đi hả? Nè. Ngu à, nó làm sao mà có thể lấy cháu được chứ? Hai người làm sao mà tình hôn được? Được mà, được mà. Cô à, tới giờ này cháu mới biết rõ tại sao từ xưa tới giờ cháu không chịu ai hết á. Cháu không thích những người đàn bà tầm thường kia đâu à. Cháu thương nó đó, nó mới là người yêu nhất của cháu mà. Nè. Cô à, cô à, cô đừng có ngăn cản. Cô đừng có ngăn cản nha. Nó phải lấy cháu đó. Cháu mà cưới nó hả? Thì dòng họ Ngưu của chúng ta chắc là tuyệt hậu quá rồi. Không đâu cô à, cháu giờ nó sẽ cố gắng á, sẽ cố gắng sinh một đống bò con á, rất nhiều bò con. Nè nè, mau nói cho cô biết đi, sinh nhiều bò con nha, bò con hả? Nè, sinh rất nhiều bò con đó, nè nói cho cô biết đi nè. Gì à? Dạ, dì đã bị ngất xỉu rồi. Wow, sao em chạy từ hướng đó vậy? Dì của anh đã bị ngất xỉu rồi kìa. Ngất xỉu rồi à? Gì à? Cô à? Gì à? Dì không muốn anh họ cứ vợ hay sao hả? Các cháu muốn làm gì thì làm, dì không có lo nữa. Nhưng mà hai chàng thanh niên kia thì phải cẩn thận. Báo chí đã đăng rùm beng lên hết rồi. Nào là bệnh AIDS, nào là bệnh sẽ chết liền đó. Thiệt chán quá đi. Cô à, cháu không bao giờ bày bạ ở ngoài đâu. Cháu rất thương biểu muội của cháu. Cháu nói là cháu cưới Ngôi sư phụ, tại sao còn nói yêu Nguyễn Quân nữa? Cháu cưới Lưu sư phụ làm cái gì? Ảnh là đàn ông mà, đâu có cưới được. Lúc nãy không phải cháu cầu hôn với nó hay sao? Đương nhiên là không phải, nó đâu có chịu cháu chứ. Phải rồi cô à, chắc cô qua mắt đó. Lúc nãy á là cháu cầu hôn với biểu muội nè, cô đồng ý lấy cháu rồi đó. Thật hả? Hết tiếng mà. Thật vậy hả? Đúng vậy đó dì à. Trời, vậy thì cô có thể ngồi dậy cảm ơn thần linh rồi đó. Nè, hãy dì cô ngồi dậy mau. Được rồi, dì à, cứ nằm nghỉ đi nha. Để nó dịnh nè. Dì à, nghỉ ngơi nè. Tiền bối, nghỉ ngơi cho khỏe nha. Lưu sư phụ à, hãy dừng bước. Nè, có chuyện này tôi muốn hỏi cậu. Chuyện gì ạ? Có một đêm cậu và Nguyễn Quân nó ở bên nhau, có phải là tôi qua mắt hay là không hả? Thật ra tánh của Ngưu bị được lắm. Bây giờ anh ta vui vẻ như vậy, cho nên chúng ta đừng có nói cái bí mật đó cho anh biết đó nha. Yên tâm đi, bắt đầu từ bây giờ đã xảy ra những chuyện gì tôi đã quên hết rồi. Mời. Tại sao lại không ăn? Bánh bị hư rồi. Vậy sao? Cháu là người thành thật nhất mà tôi đã gặp được đó. Tốt lắm. Quá khen, quá khen. Cháu biết cô chính là người áo đen hôm đó đã cứu cháu. Cô không dạy võ công cho tôi không sao, nhưng mà tại sao con truyền thụ võ công cho Ngưu bị chứ? Nói tới dòng họ Ngưu của chúng tôi, biết bao nhiêu đời là đối tượng khiêu chiến của các người ở trong võ lâm. Cha của Ngưu bị chính vì vậy thường hay bị thương. Ngày hôm nay phải đối phó với Võ Đường, ngày mai phải đối phó với Không Động, cuối cùng thì bị người ta đánh chết. Cho nên tôi không muốn Ngưu bị giống như là cha của nó.
Chỉ vậy thôi. Có ai trong nhà không? Ừ, bạn của cháu tới rồi kìa. Cái thằng đó rõ ràng đã gặp tôi ở đầu làng, lại còn muốn tránh mặt nữa chứ. Mẹ kiếp, hàng ngày biết bao nhiêu người bị xe đụng, tại sao nó không bị đụng chết phất cho rồi đi. Tiêu xã, đừng có gọi tao nha. Người đẹp. Nè, tôi giới thiệu nha. Nè, ngồi, mời. Tôi đây tên là Chu Quyến, biệt hiệu Tiêu xã, là người đời sau của Chu Cát Khổng Minh. Xin lỗi cô đây, tên họ là gì? Bận áo lòi rúng coi chừng đau bụng đó. Cảm ơn cô đã quan tâm cho tôi. Tại sao lại đắc cử người ta? Ông ấy hình như nhận ra cô. Gì thì tốt, đừng để ông ấy nhận ra tôi bị thương. Không đánh không quen biết. Quá ra Tiền Bối là người đời sau của Huyền Sư. Tôi để còn nhớ rất rõ, ngư phong nổi tiếng ở vùng ven biển Quảng Đông Vân Nam. Sao hả? Đúng không? Đúng như vậy. Có chuyện gì cứ nói. Được, hôm nay ta tới đây là chính vì Lưu Kình. Hy vọng Tiền Bối đừng có nhúng tay vào. Hôm nay không đánh răng hay sao? Mạng nói bậy bạ. Đây là khách của tôi, nếu mà động tới một cộng đồng của nó, coi như là chống đối với tôi. Muốn đánh nó thì đợi nó dọn ra khỏi chỗ này rồi tính sau. Nhưng mà nghe nói nó sẽ ở 10 năm 8 năm gì đó. Tôi chuẩn bị ở cả đời. Ê, quyết định như vậy đi. Ngày mai tôi sẽ dọn nó đây ở luôn nha. Bà kia, tôi nghĩ bà rượu mời không uống, uống rượu phạt. Nhưng mà tôi nghĩ cũng có người ở chỗ tôi đã ở suốt cuộc đời rồi. Vô đi hả? Cô à? Dạ. Ngô Bị. Cô à? Dạ. Không được hại ai người đó. Bà không có tư cách đàm phán với tôi. Hãy trao Lưu Kinh ra. Để tôi ra. Nha. Tiền Bối, bà đã giúp tôi nhiều rồi. Cảm ơn nhiều. Vậy chứ ông muốn gì? Thả họ ra trước đi. Ngưu Gia Quyền quả nhiên lợi hại. Ngưu Gia Bát Thức. Đứng yên, bậy có chuyện gì tao sẽ bắn bể đầu mày. Bắn bể đầu tao à? Một mạng đổi hai mạng. Mày hãy hỏi bà già kia có chịu hay là không hả? Gì cô à? Đừng có nổ súng. Chú chú cái gì? Bà hỏi mày kìa, nói đi. Tiêu xã. Được. Cái bà già kia, tôi cho bà một câu hỏi. 10 ngày sau bà hãy trao thần kinh ra đây. Tại lúc đó bà đừng có để cho tôi thất vọng nha. Đứng lại, tao bắn cho mày chết luôn. Có giỏi thì bắn tao đi. Lưu Kinh này quang minh lỗi lạc, trong tay của mày không có tất sắc, tao tha cho mày. Tạm biệt. Làm gì vậy chứ? Tôi sợ nó đập trúng đầu của cô đó. Đầu tôi không sao. Vậy thì đổi cho đỡ lạnh. Để tôi làm một hồi nha. Tôi nghĩ bà ấy không dám làm gì đâu. Tôi muốn để cho bà xem Lưu Kình chết thế nào. Anh à. Anh có sợ hay không? Lúc đầu thì sợ, nhưng bây giờ hết sợ rồi. Tại sao hả? Lúc trước anh sợ á, anh sợ em không thương anh. Nhưng mà bây giờ em hứa lấy anh rồi, đâu có sợ gì nữa. Thật hả? Họ buộc cháu phải giao đấu à? Bây giờ cháu sợ nhất là Ngưu Bị và cô Quân đó. Có nhận được một bức thư. Trên bức thư cho biết nếu mà cháu chịu đả Lưu Đài thì họ sẽ thả Ngưu Bị và Nguyễn Quân ra. Như vậy đánh cũng chết mà không đánh cũng chết. Tiêu xã báo cảnh sát đi nha. Đừng có bao giờ nha.
Một khi nó đã bắt được Ngưu Bị rồi á, thì nó đã có tính trước. Nếu mà báo cảnh sát nó sẽ giết người bịt miệng đó. Tôi cũng nghĩ như vậy. Qua, wow, anh Thái Mẫu, hai chúng ta ăn ý với nhau quá hả? Ừ. Bây giờ biện pháp duy nhất là chia làm hai đường. Một mặt thì cứu người, một mặt thì kéo dài thời gian. Kéo dài thời gian? Bây giờ tay phải của tôi bị liệt rồi, làm sao kéo dài thời gian? Với võ công của cậu đương nhiên là không xong rồi. Nhưng mà với tuyệt thế võ công của nhà họ Ngưu, cái đó là chuyện khác. Ý của tiền bối là muốn giao đấu giùm tôi, phải không? Nè, nhận mày làm đệ tử đó. Đồ ngu như bò. Anh Thái Sư Mẫu, lại thêm một lần nữa chúng ta nghĩ với nhau hả? Thật hả, tiền bối? Cậu mà thông minh bằng phân nửa như nó thì hay biết mấy. Bà ấy đã bắt đầu để ý tới tôi, động lòng rồi. Ngày mai bắt đầu dạy cậu luyện võ đó nha. Cảm ơn sư phụ. Năm mấy giờ rồi? Đã khuya rồi mà chưa chịu đi ngủ nữa. Bây giờ này là 10:25, 30 giây, ngon giấc. Khủng điên quá. Ngày xưa cháu đã học được những tuyệt chiêu gì? Bây giờ hãy sử dụng ra hết đi. Được, được. Ngô Bì về rồi hả? Hãy xem đây. Đây là tuyệt chiêu của nhà người đó hả? Tôi hãy cho ta đi. Chỉ còn một tuần nữa thôi. Cho dù thông minh cỡ nào đi nữa cũng học không hết Ngưu gia truyền đâu. Cho dù có học được đi nữa cũng đánh ngang hàng với đó thôi. Ai cha đừng có rung nữa mà, coi như võ công cũng rung mất hết rồi. Cho nên bây giờ tôi sẽ dạy cho cháu một bộ quyền của họ Ngưu đã thất truyền, gọi là điện cước thần quyền. Thất truyền? Thất truyền rồi làm sao mà luyện đây? Ê, dùng đầu óc suy nghĩ lại thì được chứ gì. Ăn thua gì tới cái này chứ? Đây là máy tích điện. Tôi hy vọng nó có thể tích điện vào trong cơ thể của cháu. Được sao hả? Ai cha, để cho tôi nói hết lời đi. Thiệt là bực quá đi. Điện cước thần quyền này là cho cha của tôi nói cho tôi biết. Nhà họ Ngưu của chúng tôi đã xuất hiện một kỳ nhân xanh vào cuối đời nhà Thanh, tên gọi là Ngưu Phong, là tổ tiên của chúng tôi và còn là một võ sĩ tài giỏi nổi tiếng nữa. Mỗi một ngày luyện võ sẽ là 10 tiếng đồng hồ. Cái đặc biệt là vào giữa khuya mới bắt đầu luyện. Cái sự tích này xảy ra trong một đêm giông tố bão bùng. Đầu 2 tiếng đồng hồ thì không có chuyện gì đặc biệt cả. Nhưng mà sau lúc đó, sấm sét nổi dậy, lòng dạ của ông ta bắt đầu tức giận. Sấm chớp bắt đầu nổi lên và tốc độ của ông ta thì càng ngày càng nhanh. Tiếng sét càng nổi lớn thì quyền của ông ta càng mạnh, hầu như đã che đậy tất cả những tiếng động ở chung quanh trong cuồng phong vũ bão. Tiếp tục luyện thì gió càng lớn, mưa càng to thì ông ta lại càng nổi hứng. Cơn mưa tầm tã, ông ấy không bao giờ ngừng lại được. Ông ấy càng luyện thì gió càng mạnh. Ông ta giống như là như điên như cuồng, chạy ngay vào trong tia sấm sét. Hả? Vậy là chết rồi à? Thiệt là đáng tiếc. Lầm rồi, Ngưu Phong tiền bối của chúng ta có khả năng đặc biệt, tích tụ lại được chồng điện, phát được vào điện cước thần quyền. Quay lực của bộ quyền này không thể tưởng tượng nổi. Tôi nhận thấy cậu có khả năng đặc biệt, biết đâu chừng có thể luyện được cái môn võ này. Ta tấn công đây. Điện cước thần quyền. Điện cước thần quyền.
kinh. Tại sao ngươi chọn giao đấu vào ban đêm? Cái tên bại loại võ làm kia, hôm nay ta phải trừ hạ cho giang hồ. Được, vậy thì tiếp nhận chiêu đi. Xuất chiêu, tao đỡ. Xuất chiêu, tao đỡ. Xuất chiêu, tao đỡ. Hãy đỡ thần quyền của ta. Ờ, chết ta rồi. Nhà ngươi là ai hả? Tôi là phi phụng của võ đàn. Dám đánh chồng của tôi à? Xem đây. Cô đường, mạch cô nhảy hỗn loạn, có phải là dục quả dâng cao không? Ngươi bị thần suy. Hải. Dở cái trò đó à? Chết rồi. Cô kia hãy dừng tay. Tôi thương cô như vậy mà cô lại vì một tên râu sòm làm hại đàn em của tôi. Hôm nay tôi sẽ thí mạng với cô. Xem chiêu nào. Khinh công giỏi thiệt. Lại chim bao nữa rồi, những lời tôi nói có nghe rõ chưa? Nếu cô biết được phương pháp rồi, tại sao không chịu luyện chứ? Nhà họ người có 8 đời trưởng môn, cũng đã bị sấm sét đánh chết rồi, ai mà dám luyện chứ? Bộ muốn tôi chết sao? Vì chị mới dùng máy thử trước đó. Cái này an toàn không vậy? Để tay vào thì biết liền đó mà. Để làm gì, coi chơi được rồi. Hãy tin tôi nói đi. Kiếm gì thử trước đi. Khỏi cần thử, để tay vào thử đi. Sợ quá. Đừng có sợ mà. Tim tôi nhảy quá trời. Không có gì đâu. Sợ quá. Sợ mấy hay là sao tôi đây? Bà đáng sợ hơn. Không có gì phải không? Không có gì. Ê, đánh tôi hai cái đi. Tê gần chết còn đánh gì được nữa chứ hả? Không được, không được. Tại sao lại khó luyện như vậy cả? Hình như là không có công hiệu gì đó. Đã nói trước rồi mà. Giờ tôi hiểu rồi. Chắc là cường độ của cái máy này chưa đủ. Phải đổi bình ắc kỳ lớn hơn. Vẫn còn chưa đủ. Bà chủ à, có ngó xe hay không? Không có. Làm gì vậy? Đừng có theo tôi nữa mà. Che nắng giùm cho cô đó mà. Ông chủ bán làm sao đây? 10 đồng 6 trái. Cái gì? 10 đồng 6 trái. Lúc trước ông bán 10 đồng 8 trái mà. 10 đồng 8 trái bên này nè. Thôi 10 đồng 7 trái đi. Không được, không được. Lấy bên này cho thêm trái. Thằng kia bà nói bao nhiêu là bao nhiêu. Có bán hay là không đây? Lựa đi hả? Còn như vậy nữa ta đập chết à? Đồ ngu. Được, thử lại đi. Nè. Thêm điện thì mạnh hơn nhiều. Được.
tay. Nè, có phải là đã dùng không đúng cách? Dù sao đi nữa, tôi không muốn điện giật nữa đâu à. Bởi vì tay phải của tôi á, bây giờ đã bị giật tê liệt rồi. Nè, tôi muốn cháu bị sét đánh một lần nữa thì tôi mới cam tâm. Nhưng mà làm sao có sét được đây? Nay cô bao nhiêu tuổi rồi? Cái đồ trời đánh làm tôi giật mình. Đã mắc cậu. Chú Phát bắt cá chú. Đúng vậy. Chú cầm hai cây đó làm gì vậy? Là để giật cá đó. Giật cá? Nè. Hả? Sư phụ, tôi suy nghĩ kỹ rồi. Sư phụ có dùng điện giật tôi hoài á, không phải cách đâu à. Dạy cho tôi thì chiêu ngu ra để tôi đối phó hoành đạo đi cho rồi nha. Ừ. Đuối rồi hả? Đâu có, đâu có xem xét chứ. Ồ, vậy là bị tóc dài lại rồi. Gì đây, cái này là tuyệt chiêu của Ngô Gia Quyền đó hả? Đồ ngu quá đi. Có sao không hả? Tại sao xô tôi xuống nước vậy hả? Chết là đáng lắm. Nè. Ây da. Mẹ kiếp mày. Tại sao tay cháu lại có điện vậy? Sao hết điện rồi? Không thể như vậy được. Thử nữa coi. Kinh à, hãy mau lên đây đi. Hả, ông tưởng tôi là cá hả? Kinh à, lên đây đi. Lên liền. Nè, mau. Mau dùng cái tay này đấm tôi một đấm đi. Sư phụ à, tôi không phải người nhỏ mọn vậy đâu à. Đừng có nói nhiều nữa, dùng cái tay này đấm tôi một đấm đi. Thật hả? Không có sao đâu. Đấm chỗ nào? Tủy. Tiền mã lưu tinh quyền. Hả? Nè, anh Thái Mẫu, xảy ra chuyện gì vậy? Cô có sao không vậy? Mẹ kiếp, mày dám đập gậy tao à? Hôm nay tao sẽ đánh cho mày chết. Ê, đừng có đụng. Tao phải đánh cho mày chết. Ê, đừng có đụng mà. Đừng có đụng. Ê, tôi đâu có sao đâu. Thì không sao hả? Tại sao tóc của cô lại lên khói như vậy? À, bây giờ hãy xuống sông ngâm mình một cái đi. Ngâm nữa à? Đúng, nhanh lên đi. Hôm nay cô đẹp lắm. Thật sao? Nhưng mà kiểu tóc hồi nãy tôi đâu phải như vậy. Kiểu tóc lúc nãy đẹp lắm mà. Cái kiểu bây giờ cũng đẹp lắm. Vậy sao? Sư phụ à, ngâm xong rồi. Ê, ngâm rồi hả? Vậy thì dùng sức đấm một đấm đi. Ê, không phải tôi, mà là nó. Tôn lệnh. Sư phụ thấy chưa? Tại sao lại có điện nữa? Tôi định hỏi đây. Tôi biết rồi, chúng ta bỏ sót một điểm quan trọng. Ngày xưa Ngô Phong đã bị sét đánh trúng ở giữa cơn mưa bão, cho nên cơ thể mới tụ điện. Vì vậy cháu phải ngâm mình ở dưới nước mới có thể tích điện được. Và điện nước thần quyền mới có thể phát huy công lực. Vậy thì không cần sợ hoành đau nữa. Vui quá, vui quá. Ê, đừng có mừng vội. Bây giờ lại không có điện nữa rồi. Cho thấy khả năng tích điện rất là ngắn. Vậy hả? Nó đen như vậy trông cũng đẹp trai lắm ha. Đúng vậy. Nhưng mà hơi khét chút xíu đó. Hả? Hơi khét chút.
đấu võ vô tiền khá hậu sắp bắt đầu. Xin mời võ sĩ Nhật Bổn ra sân. Ông Bình đâu à? Ông đại diện. Xin chào hỏi thăm nha. Đối với đối thủ Lưu Kinh, ông đây có chắc chắn là thắng được bao nhiêu phần hay không? Cuộc đấu này đây sẽ chấm dứt rất nhanh. Ông chắc chắn là sẽ thắng được Lưu Kinh hả? Nhưng mà lần trước Lưu Kinh đã hạ sư đệ của ông. Tôi chụp hình cho ông nha. Để tôi chụp nha. Mày biết thế nào? Lấy đâu? Và cuộc đấu chưa chính thức bắt đầu. Võ sĩ Hoành đã nặc mùi thuốc súng. Mọi người có thể tưởng tượng được cuộc đấu sắp tới đây rất là hồi hộp và hấp dẫn. Xin khán giả hãy chờ mình xem đi. Nè ông anh à, ông nghĩ sao hả? Tôi bây giờ chúng ta xin mời võ sĩ tân tinh võ môn của Hồng Kông ra sân. Nhớ nha, mỗi lần tôi điện chỉ có thể duy trì được 1 phút thôi. Đừng hồi hộp, hãy bình tĩnh một chút. Cần nhất là động tác phải nhanh. Phải nhớ kỹ nha, chỉ có 1 phút thôi. Phải đánh gục hắn trong vòng 1 phút. Nếu mà hơn 1 phút thì không có xong rồi, biết rõ chưa? Biết rồi. Ráng lên nha. Mời tuyển thủ đôi bên ra sân. Hãy về lại chút đi. Người khiêu chiến Trịnh Quỳnh Đào. Và đối thủ Lưu Kinh. Sau đó tôi đếm từ 1 tới 10. Nên nếu mà không còn bò dậy được thì kẻ đó coi như là thua. Nên nếu còn bò dậy được thì tiếp tục đấu. Nè, sắp hết giờ rồi đó nha. Nói gì quá làm cái gì chứ? Đánh đi làm gì mà lâu quá vậy hả? Đánh đi. Thế cho nên phía nào đánh thắng đỡ trọng tài tài. Trọng tài 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 tài. Để tôi không quan. Năm ông đã hiểu tôi nói cái gì chưa hả? À, có điện không vậy? Ừ. Muốn điện của tôi hả? Đánh xong rồi tính sao đi. Bắt đầu đi. Nè, nghe tôi nói, đánh bên đây nè.
để một, hai, ba, bốn. Ê, tôi hết dám xem rồi. Ê, đừng có làm hư rồi, coi chừng hư cái tóc kiểu bồng nữa bây giờ. Đánh vô có sao hay không hả? Lên đi. Có sao không vậy hả? Có sao không? Đếm chậm chút nha. Được rồi, để tôi đếm. Khoan đã. Đừng xuống. Để tôi đếm nè. Tôi đếm nè nha. Đếm thì đếm đi, đâu ai cản đâu. Nè. Lên đi. Lưu Kinh, mày sợ chết hả? Sao không lên đó là tụi tôi. Lên đi. Sao hả? Dám lên hả? Dám không? Nói với mày. Đợi tao chút nha. Tại nha. Mày chửi tao sẽ chết hả mày? Tao chửi rồi sao hả? Được. Mày nhớ kỹ nha. Mày nhớ câu đó nha mày hả? Được chết nha. Đánh đi chứ làm gì vậy? Không đánh à? Làm gì tao? Lên đi. Em qua đây, đếm đi. Một, đánh ra đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gì đây? Trời mày chết rồi. Để chúng đi, tôi đếm nha. 1, 2, 3, 4. Đánh gì kì vậy hả? Chưa có đếm gì, đánh gì kì vậy chứ hả? Đâu có được. Không cho ông đánh nó. Hết giờ rồi. Nó không chịu nghe lời tôi đã nói là chỉ có một phút thôi. Mau lấy nước này đây. Tại sao không giật nó chứ? Ông trọng tài nó giật cả phút rồi, đâu còn điện mà giật nữa chứ hả? Kinh à, nhớ kỹ nha, phải đánh cho lẹ, bằng không nó sẽ biết tại của cháu đó, có biết không hả? Nè, nạp điện. Nó nhớ cái trò gì vậy hả? Tôi cảnh cáo hai người, nhất định phải nghe lời trọng tài, đừng có làm như hiệp trước nghe chưa? Tướng đại ca, còn nói nữa sao? Em à, anh muốn nói cho em biết. Đừng nói nhiều. Được, coi đây. Để cho tôi đếm. 1, 2, 3. Chạy luôn. 5, 6, 7. Nè, lên đánh đi chứ. Bộ sợ chết sao? Lên đi. Để tôi đếm nó lên. Chuyện gì đây? Nó chơi được, tôi chơi được. Ông đếm đi. 1, 2. Rút đầu co cổ mày. Mày cũng vậy thôi. 5, 6, 7. Đừng có nóng, dư thời gian mà. 8, 9. Được, tao lên chứ mày. Lên đi, bắt đầu. Lên đi, nhào vô mày. Được, mày có giỏi thì nhào vô, tao sẽ đập cho mày chết luôn. Mày tới tao đập cho mày gục luôn. Ây da, vô bẻ rồi, nếu không tao đập cho mày chết luôn á nha. Tao nói thiệt đó nha. Ây da, chân của tao cũng bị giò bẻ nữa. Nếu không đó hả, tao sẽ đánh cho mày chết luôn đó nha. Mày giỏi thì qua đây, thử đi mày. Lên đây. Có sao không hả, để tôi lo. Lên đi. Mày lên đi, làm sao hả? Mày dám bước tới bước nữa, tao đạp mày đó nha. Tao sợ mày à? Mày muốn chết trong hay không hả? Tôi phải đánh ra, nếu không sẽ bị điện giật đó. Nhìn đầu mày thấy ghét quá đi. Giống y như là cái trái sầu riêng vậy đó. Mày cắt tóc tiệm nào vậy hả? Kiểu này mày chọn nè hả? Phải rồi. Tiệm này chắc nổi tiếng lắm ha. Đúng, tiệm nổi tiếng đó. Nhìn cái là biết rồi, giống như đóng rôm vậy đó. Bộ tóc của mày đẹp lắm hả? Thằng nào cắt vậy? Là cái thằng Roger đó, mày có quen nó không vậy hả?
Đương nhiên là tao biết nó. Tao không phải là không có tiền, đương nhiên là phải kiếm thợ giỏi chút chứ. À, xem tóc của tao nè, đẹp ghê chưa? Mày coi đi. Hả? Sao cứ nói nhiều. Tóc của mày á, dài như muốn chè cả cặp mắt của mày luôn vậy đó. Chuyện gì vậy? Tại sao kỳ quá vậy? Gõ chuông đi. Bây giờ nãy nói chuyện quên đánh cho mày một trận rồi. Mày may mắn đó. Đồ sau tao đánh cho mày gục luôn đó nha. Mày còn chơi. Vậy được rồi. Dạo này cháu may mắn, nhưng mà đừng có mừng vội đó nha. Quản chủ ông nói chuyện nghe hợp ý quá đi. Đừng có gây về, coi chừng hết điện đến nhà biết chưa? Biết rồi. Nhớ nhà, chút nữa động tác phải nhanh một chút. Đặt đi. Khoan đã. Tôi muốn đổi thùng nước với mấy người. Mày muốn đổi thì đổi à? Còn khuya đó chứ. Không chịu đổi hả? Nhìn bên kia kìa. Lưu sư phụ à, cứu tôi đi à. Ngưu bị. Tính sao đây hả? Đổi với nó. Không được, vậy làm sao đánh với nó? Không lẽ để cho nó chết hay sao? Đúng, không được đâu. Còn phải tiếp tục đánh nữa đó. Cần phải nạp điện cho mà. Họ bắt con tin rồi kìa. Được. Ê, không được. Tôi không thể nhìn cháu bị đập chết. À, vậy hai người đó chết tính làm sao đây chứ? Còn do dự gì nữa hả? Có chịu đổi hay không? Có chịu đổi không? Không đổi. Làm sao đánh với nó? Từ lúc của thầy hắn chưa nạp đủ điện thì chúng ta còn có cơ hội. Ráng lên nha. Trọng tài cảnh cáo á, trong giải đấu không được hút thuốc uống rượu. Giờ thi bắt đầu. Lần này tại sao nhanh vậy? Tôi cầm lòng hết nổi rồi, nhanh lên đi hả? Được. Chết đi, tao đánh chết mày. Yeah.
em Mẫn. Anh Kinh. Em Mẫn. Mẫn. Em không sao chứ hả? Không sao chứ em.